Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đại Vương Review phim của chúng mình, nơi chuyên review những bộ phim bom tấn đáng xem nhất. Hôm nay chúng mình sẽ review bộ phim hành động mới ra lò năm 2023 mang tên Sát Thủ Báo Thù. Đây là một bộ phim kén người xem, không màu mè, không có những pha hành động như kiểu John Wick, nhưng lại thể hiện đúng bản chất của một sát thủ. Rất thực tế, đây là một bộ phim hay, mạch phim men theo lối Sicario. 12 phút, người đàn ông này chính là Marcus, một sát thủ kính nghiệp nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy có thể ăn trực nằm chờ, theo dõi con mồi bất kể ngày đêm. Chính vì vậy nên bất kỳ nhiệm vụ nào vào tay anh ấy đều sẽ thành công rực rỡ. Đối với anh ấy, giết người là một thú vui tao nhã. Anh ấy sẽ là một tên đồ tể kiên nhẫn, thích thưởng thức những cái chết của con mồi theo nhiều cách riêng. 20 phút, lần này Marcus tham gia một nhiệm vụ quan trọng. Không biết có phải do yếu tố tâm linh nào đó, hay do quá thèm thuồng trước hai tâm hồn to lớn của cô gái trong căn phòng đối diện. 21 giờ 25 phút khiến tay của Marcus run và bắn trượt mục tiêu là gã béo. Vệ sĩ của lão béo phát hiện ra có biến, vội vàng kéo mảnh che lại, khiến Marcus bị khuất tầm nhìn. Biết kế hoạch đã bị bại lộ, Marcus vội vàng thu xếp đồ đạc, ba chân bốn cẳng rời khỏi hiện trường bằng cầu thang bộ. Xuống tới nơi lấy xe, thì khóa xe lại gặp chút trục trặc. May mắn Marcus đã kịp thời xử lý và lái xe rời đi trước khi cảnh sát ập tới. Trên đường đi, Marcus ném toàn bộ hung khí vào xe rác để phi tang. Anh đào tẩu một cách ngoạn mục, trong khi đám cảnh sát vẫn còn lơ ngơ kiểm tra hiện trường. Sau đó Marcus tới một nhà nghỉ và thay đổi diện mạo. Anh còn không quên xịt khử mùi để xua đi mùi súng đạn trên cơ thể mình. Sau đó Marcus tới sân bay, muốn đánh bài cao chạy xa bay. Ai ngờ cảnh sát đã đi trước một bước, họ bao vây sân bay, còn cử cả chó nghiệp vụ đánh hơi. Marcus có tật giật mình, phải chạy vào nhà vệ sinh lau mồ hôi cho an tâm. Sau đó anh mới tự tin tới quầy lễ tân check-in. Xong xuôi, Marcus gọi điện thoại thông báo cho cấp trên về nhiệm vụ thất bại. Cấp trên nôi điên ép Marcus quay trở lại sửa sai bằng cách giết bằng được tên béo. Marcus biết quay lại bây giờ chính là tìm đường chết. Thế là anh dứt khoát tháo sim và đập vỡ điện thoại vừa liên lạc. Sau đó Marcus lại nhìn thấy một người đàn ông đáng nghi trên chuyến bay. Trực giác của một sát thủ cho anh biết đối phương rất có thể cũng là sát thủ giống như mình. Để chắc ăn hơn, Marcus cố tình đổi chuyến bay trễ hơn dự kiến. Khi ở phòng chờ, anh cũng cẩn thận làm một chiếc bẫy bên ngoài cửa bằng chiếc ly sứ. Một đêm thao thức vì nơm nớp lo sợ cũng qua đi. Chuyến bay của Marcus hạ cánh an toàn tại quê hương Cộng hòa Dominica. Anh bắt một chiếc xe về nhà. Vừa về tới nhà, Marcus tinh mắt nhận ra có rất nhiều dấu giày lạ và đầu mẩu thuốc lá trước cổng. Anh lập tức dấy lên cảnh giác cao độ. Marcus tiến sâu vào bên trong thì thấy căn nhà dính bê bết máu. Anh đoán chắc nơi này đã xảy ra một cuộc ẩu đả. Marcus vội vàng gọi điện thoại cho bạn gái và biết được cô ấy đang nằm trong bệnh viện. Thì ra bạn gái Marcus đã bị kẻ lạ mặt tấn công khi ở nhà một mình. May mắn anh trai cô ấy xuất hiện kịp thời và đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu. Nếu không đợi khi Marcus trở về, cô ấy đã khâm liệm được mấy ngày rồi. Người anh trai nói đây không phải một vụ cướp thông thường, bởi kẻ lạ mặt là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Hắn ta còn đồng phạm là một cô gái gầy còm ốm yếu. Bọn chúng ngồi trên chiếc xe taxi xanh và tới. Marcus cho rằng đây là lời cảnh cáo của hai tên sát thủ với mình, bởi bọn chúng thừa sức có thể lấy mạng bạn gái anh ấy. Đến tối cuối cùng, người bạn gái hôn mê của Marcus đã tỉnh dậy. Cô nói rằng những tên sát thủ vì anh ấy mà tới. Dù bị tra tấn dã man, nhưng cô vẫn không khai ra hành tung của Marcus. Nghe được những lời chân tình đó, trái tim sắt đá của Marcus bị làm cho tan chảy. Anh thầm hứa với lòng sẽ khiến đám sát thủ kia phải trả giá vì dám động vào người phụ nữ của mình. Giữa đêm, Marcus đào hàng nóng dưới đất lên. Ngay sáng hôm sau, anh lái xe mang trong tay cả tá hộ chiếu, lên đường bắt đầu hành trình trả thù của mình. Đầu tiên, Marcus bắt tay từ manh mối về chiếc taxi màu xanh. Ban đêm, anh tới công ty điều hành hãng xe taxi. Với một khẩu súng trong tay, anh dễ dàng khiến người quản lý trực ban gọi dạ bảo vâng. Marcus tra trên máy tính thông tin về tài xế đã lái xe chở hai tên sát thủ tới nhà của mình hôm trước. Anh biết được người tài xế đó tên là Leo. Để hợp thức hóa sự xuất hiện của mình, Marcus đã trộm đi một ít tiền và dàn dựng thành một vụ cướp. Do người quản lý hãng taxi chưa bị tấn công, nên vụ cướp nhỏ đó cứ vậy mà bị chìm xuống. Sau đó, Marcus nhanh chóng tìm Leo. Anh đóng giả thành một hành khách đang bị trễ giờ làm và giục Leo mau lái xe chở mình đi. Khi đã an vị trên ghế ngồi và xe đã chuyển bánh, Marcus lại bất ngờ rút ra khẩu súng giảm thanh, khiến thanh niên đó sợ rùng gió. Anh ta tưởng rằng Marcus là cướp, nên vội vàng rút ví của mình đưa cho anh. Chút tiền lẻ đó Marcus chẳng thèm để mắt. Anh chỉ muốn biết thông tin về hai vị khách được người tài xế này chở cách đây 3 ngày mà thôi. Anh tài xế nói mình không biết gì cả, chỉ được hai người họ thuê chở đến nhà của Marcus
sau đó đợi 1 giờ thì đưa họ trở về mà thôi. Hiển nhiên câu trả lời đó không khiến Marcus hài lòng, anh lập tức bắn chết người tài xế đó. Hôm sau Marcus lấy một danh tính khác tới tìm gã luật sư. Tên này là kẻ trung gian, chuyên giao nhiệm vụ cho những sát thủ như anh ấy. Marcus chuẩn bị cho mình hành trang là 3 băng đạn và 1 ống giảm thanh. Anh còn cẩn thận thay biển số xe mới. Tuy nhiên nơi ở của gã luật sư có an ninh khá tốt, buộc lòng Marcus phải mua một ít dụng cụ và đóng giả làm nhân viên dọn vệ sinh. Mắt thấy người đưa thư vừa ra khỏi cửa, Marcus nhanh chân chặn lại cửa. Bằng cách đó anh nghiễm nhiên có thể vào bên trong mà không cần có thẻ ra vào. Marcus cầm súng xông vào, dễ dàng tịch thu các thiết bị điện tử của thư ký. Sau đó lùa cô ta vào phòng của gã luật sư. Vừa nhìn thấy anh ấy, gã luật sư đã nhận ra ngay Marcus chính là sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ mấy ngày trước. Ông ta ngạo mạn nói với Marcus rằng khôn hồn thì mau cút đi cho khuất mắt mình. Ông ta còn nói rằng việc bạn gái anh bị tấn công chính là cái giá phải trả cho việc anh không hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta giữ lại mạng cho bạn gái anh chính là đã quá nhân nhượng rồi. Marcus tức giận lấy chiếc súng bắn đinh, sau đó lạnh lùng đi tới, dùng nó ghim những phát chết chóc lên chiếc máy tính. Tên luật sư thấy lạnh gáy, hắn bắt đầu sợ hãi thật rồi. Marcus bây giờ chẳng khác gì Chí Phèo, cao mặt ăn vạ là xưa rồi. Bây giờ anh ấy còn dám giết người phóng hỏa luôn. Marcus yêu cầu tên luật sư khai ra những thông tin mà mình mong muốn. Nhưng hắn ta không chịu hé răng khai thật, chỉ luôn miệng chối đầy đẩy khiến Marcus phát bực. Anh điên tiết dùng súng bắn ghim, liên tiếp tặng cho lão ta nhiều vết thương trên cơ thể. Cô thư ký tận mắt chứng kiến tất cả, sợ đến mức á khẩu rồi. Marcus dự đoán tên luật sư này có thể cầm cự được 6 đến 7 phút. Nhưng có lẽ anh đã đánh giá cao ông ta rồi, bởi rất nhanh lão luật sư đã đi chầu ông bà ông vải. Sau đó Marcus tìm tới nữ thư ký. Cô này mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn can đảm đưa ra thỏa thuận với anh ấy. Thư ký nói mình sẽ đưa cho Marcus những thông tin anh mong muốn. Đổi lại anh hãy cho mình được chết một cách ngẫu nhiên, bởi cô ấy còn mẹ già và con nhỏ. Chỉ cái chết từ tai nạn vô ý thì các con cô mới nhận được tiền đền bù từ bảo hiểm nhân thọ. Marcus cũng sảng khoái đáp ứng yêu cầu đó của cô thư ký. Đúng như thỏa thuận, người phụ nữ đưa cho Marcus địa chỉ của cặp nam nữ sát thủ và cả danh tính của người thuê đôi nam nữ đó thủ tiêu anh. Sau khi đạt được mục đích, nữ thư ký đối với Marcus không còn giá trị gì nữa. Như đã hứa, anh đã ban phát cho cô ta một cái chết từ tai nạn vô ý như điều cô ta mong muốn. Sau đó Marcus lên bến tàu di chuyển trên biển. Sau đó anh tranh thủ dùng xác của tên luật sư bón cho cá. Xong xuôi, Marcus cẩn thận rửa sạch xe, sau đó phi tang chiếc biển số sử dụng mấy ngày qua. Tiếp theo lại lái xe tới một chung cư đậu bên trong, sau đó đem chìa khóa phi tang vào thùng rác. Ngay hôm sau Marcus đi tới Florida, bắt đầu trả thù những kẻ đã ra tay với bạn gái mình. Anh âm thầm quan sát gã sát thủ từ xa. Được lắm con trai, sức dài vai rộng lại đi bắt nạt phụ nữ của tao. Buổi tối Marcus bám theo tên sát thủ tới một sòng bạc. Marcus không nóng vội hành động, đợi tên sát thủ về nhà. Marcus bám theo, xung quanh nhà hắn có chó Pitbull canh gác cẩn thận. Thế là Marcus đi mua một ít nguyên liệu làm bà chó. Sau đó tốt bụng cho con chó canh ăn một bữa no say. Đợi tới khi tiếng chó im bặt, anh mới nhàn nhã mở cửa bước vào bên trong. Marcus vác súng muốn trả thù cho bạn gái. Ai ngờ tên sát thủ đã sớm đánh hơi ra sự xuất hiện của anh ấy. Hắn ta như một con trâu mộng hang máu, lao tới đấm Marcus thành một cái đầu heo. Tên sát thủ nghĩ rằng Marcus là một tên trộm vặt mà thôi. Hắn đâu biết rằng Marcus chính là chủ nhân căn nhà bị hắn và đồng bọn ghé thăm vài hôm trước. Tên này tuy to con, nhưng cơ bắp lại tỷ lệ nghịch với nếp nhăn não. Đầu óc hắn ngu si tứ chi phát triển. Marcus thua thiệt về thể lực, nhưng đổi lại tốc độ và kỹ năng cận chiến của anh hơn hẳn đối phương. Sau một hồi vật lộn, Marcus nhanh tay vớ được một cái móc sắt. Thời của anh tới rồi, Marcus lập tức dùng nó tấn công tên sát thủ. Hắn ta muốn rút súng bắn Marcus, lại bị anh thẳng chân sút bay vào cọc gỗ. Nhìn quả mông nở hoa của tên sát thủ mà thấy thốn dùng luôn. Sau đó Marcus cũng thấm mệt, anh ngồi xuống bàn bếp nghỉ ngơi. Sau đó dùng tay vỗ vào bàn bếp, tạo tiếng động giả thu hút tên sát thủ. Sau đó như một chú mèo, anh nhanh nhẹn trốn vào một căn phòng khác. Tên sát thủ bị quay cho chóng mặt, cuối cùng đầu cũng nảy số. Hắn biết rằng mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Căn chuẩn tên sát thủ đi tới, Marcus ở trong phòng bắn ra một phát súng. Không để hắn phải chờ đợi lâu, Marcus nhanh tay bắn ra một viên đạn, tiễn hắn đi chầu trời. Tiếng súng thu hút con Pitbull lao tới, ngửi ngửi mùi máu từ chủ nhân. Nó đoán được điều không may đã tới với chủ của mình rồi. Con chó bắt đầu bật chế độ chiến đấu. Marcus thấy không ổn vội vàng bỏ chạy. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi hàng rào sắt. Thế là một người một chó, cách nhau một tấm hàng rào chửi nhau. Marcus đốt cháy chai rượu, sau đó ném nó vào bên trong căn nhà. Đám cháy lan rộng, khắp căn nhà sáng rực một vùng.
Sau khi giải quyết xong tên sát thủ, Marcus bắt đầu trả thù đồng phạm của hắn ta. Anh dùng một danh tính khác tới New York. Marcus lái xe đỗ trước nhà cô ta, phục kích nhiều giờ đồng hồ. Cuối cùng người phụ nữ đó cũng chịu lộ mặt, nhìn giao diện giống như lột, với lời miêu tả của gã tài xế. Marcus lái xe theo người phụ nữ tới một nhà hàng. Sau đó anh đi tới trực tiếp ngồi vào bàn của cô ta. Nhìn khẩu súng trên tay Marcus, người phụ nữ dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô ta xin được dùng bữa ăn cuối cùng, có chết cũng thành một con ma no bụng. Người phụ nữ giải thích cô không hề tham gia vào việc tác động vật lý bạn gái Marcus. Thậm chí cô ta đã cố gắng khuyên tên sát thủ tha cho bạn gái anh ấy nhưng bất thành. Marcus để mặc cô ta độc thoại một mình, đợi cô ta dùng bữa xong Marcus đi theo sau, muốn tiễn cô ta đoạn đường cuối cùng. Cô ả liên thoáng trò chuyện, sau đó lại giả vờ té ngã, muốn Marcus đỡ mình, rồi nhân cơ hội dùng dao găm giết anh ấy. Đáng tiếc Marcus rất tỉnh và đẹp trai, anh dứt khoát nổ súng giết chết cô ta. Sau đó Marcus bắt đầu nhắm tới khách hàng đã thuê mình. Hắn ta là một tài phiệt, giàu nứt đố đổ vách. Vì muốn loại bỏ đối thủ, nên đã thuê Marcus giết tên béo. Sau khi nhiệm vụ thất bại, hắn ta sợ bị bại lộ, nên đã xì tiền thuê cặp sát thủ kia diệt khẩu Marcus. Buổi tối Marcus tới tìm tay buôn vũ khí, mua một khẩu Glock có gắn giảm thanh. Hôm sau anh mua thêm một thiết bị sao chép thẻ an ninh, sau đó đăng ký thẻ thành viên tại trung tâm tập gym mà lão khách hàng hay tới. Marcus nhanh tay thó được thẻ an ninh từ nhân viên lao công, nhờ vậy anh có cơ hội tiếp cận lão già kia. Đợi khi lão già thay đồ tập gym và cất đồ vào tủ, Marcus lấy thẻ an ninh vừa trộm được, đi tới mở tủ của lão già. Sau đó anh nhanh tay lấy thiết bị sao chép, làm ra một chiếc thẻ từ, có thể mở căn hộ cá nhân của lão già khách hàng kia. Sau đó Marcus nhanh chóng đột nhập căn hộ của lão doanh nhân. Khi lão trở về thì vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của anh ấy. Nhưng là một con cáo già, rất nhanh lão đã lấy lại được bình tĩnh. Lão lập tức thuật lại mọi chuyện cho Marcus nghe. Thì ra khi nghe tin nhiệm vụ ám sát thất bại, lão ta vô cùng bối rối. Thấy vậy gã luật sư đã nhân cơ hội mời chào ông ta, mua gói bảo hiểm đề phòng mọi chuyện vỡ lở sẽ bị trả thù. Trong một phút yếu lòng, ông ta đã bị những lời ngon ngọt của gã luật sư thao túng và nghe theo bỏ ra 150.000 đô để thu dọn sạch sẽ hiện trường. Marcus nghe lão ta giải thích cũng chẳng thèm ý kiến gì. Anh quá chán nản với kiếp sát thủ chém giết này rồi. Marcus chọn cách thu tay, tha cho lão doanh nhân một mạng. Anh cảnh cáo ông ta nếu còn dám động tới mình và người thân một lần nữa, nhất định anh sẽ cho cả lò nhà ông ta phải nhận quả đắng. Sau khi báo thù thành công, Marcus trở lại quê hương. Bạn gái anh ấy cũng đã bình phục, hai người tận hưởng hạnh phúc bên nhau. Bộ phim tới đây là kết thúc rồi. Đừng quên like và đăng ký kênh của mình để xem nhiều bộ phim hay hơn bạn nhé.